rất là đông luôn. Bà con bây giờ mới bắt đầu ra chợ thôi các bác ạ. Rất là nhiều lợn luôn. Wow, bên này thì toàn lợn trắng này các bác này. Có hai con lợn đen nữa. Ôi dồi ôi. Kéo lợn chắc là mỏi tay lắm rồi các bác này. Ở bên này thì họ bán điện thoại này. Rồi là phía bên trong kia là khu chợ bán quần áo này. Rồi là sang tít đằng bên kia của khu chợ thì người ta bán các loại dược liệu cũng như là đặc sản ở trên cao nguyên đá. Hello các bác. À, chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của em Vinh nhé. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang các bác ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá một cái khu vực chợ phiên nữa rất là đặc biệt tại chợ Đồng Văn nhé các bác nhé. Phía sau lưng em Vinh đây chính là cái khu anh em bán chim này các bác này. Ở đây thì có hai chú lợn nữa. Ở dưới kia thì có một cái khu bán lợn rất là đông vui các bác ạ. Bây giờ mời tất cả quý cô bác anh chị và các bạn theo chân em, chúng ta vào cái khu vực bán chim cũng như là các con gia súc, các con gia cầm nhé các bác nhé. Cái đặc sản của vùng cao nguyên đá các bác ạ. Mời tất cả các bác nhé. Đây các bác ơi, hôm trước thì em cũng đi khám phá chợ Đồng Văn này một lần rồi. Và hôm trước thì là em đi cái cổng bên kia, hôm nay thì đi cổng bên này. Ở đây thì có hai bác này là bán lợn các bác ạ, hai chú lợn đen. Hai chú này có vẻ là rất là già rồi các bác ạ. Con này chắc là bây giờ ăn thịt thì ngon lắm rồi đây. Đấy. Anh bán lợn bao tiền đấy? Mua về chảo rẻ này. Mua về rồi à? Thế còn ông này? Có 1 triệu đấy. Mua 1 triệu rưỡi về à? À, mua về thịt hay làm gì đấy? Mua về giống nuôi. Mua về nuôi à? À, nuôi làm giống đấy các bác ạ. Mua về làm giống. Đây, sang bên này thì có anh em bên này bán chim các bác ơi. Rất là đông. Chim hót líu lo luôn. Các bác bán chim này thì có cả người già. Người già có vẻ là rất là thích chim các bác ạ. Người trẻ cũng có. Ông này ông có con chim gì đây này? Ông này, ông có chim gì đấy? Không biết cái gì. Cho xem nào. Ông bán à? Ông bán bao tiền con này? Triệu rưỡi à? Trăm rưỡi là cả lồng luôn á. Con này cũng có hót không nhỉ? Bên này thì các anh em bên này bán chim chào màu. Anh có chim gì đấy? Con chim hoàng mi. Nhảy lắm. Anh nhảy lắm. Sợ không? Con bao tiền con này anh? Con này vừa mua 900.000 thì vừa mua à? Dạ. Mua về thuần. Về nuôi chơi. 900.000. Đây có chim chim chào màu nữa này. Con chim chào màu rất là đẹp. Ở trên kia là chim hòa mi tranh nhau hót luôn các bác ơi. Anh em ở đây bán cả chim hòa mi lẫn các loại chim vườn chung nhau luôn. Không như ở bên kia là chỉ có khu bán hòa mi và khu bán chào màu riêng. À, đường vào chợ hiện tại là rất đông du khách. À, đi vào trong khu chợ dưới kia nhé các bác nhé. Rất là đông các bác ạ. À, dọc đường đi vào chợ thì có bán hoa quả chuối và xoài các thứ. Đây có các bác người Mông này bán
những cái chú gà, chú vịt, chú ngan. Đây có bác này, bác bán con ngan này. Con này bao nhiêu tiền bác? Dì chéo à? Tức là mấy trăm nữa. Cái ký dì chéo là bao nhiêu các bác? Một cân 80.000. Một cân 80. Đây là bán trứng gà này. Đây có con ngan nữa không? Ngan này ngan già rồi đây này. Con này đang tầm thịt ngon đấy các bác ơi. Đây bán là chim bồ câu. Chim bồ câu. Ai thích ăn bồ câu hay nuôi bồ câu thì mua về. Đây có ngan tiếp, có gà tiếp. Để bán gà, gà này gà mông hay sao đấy? Gà tre anh ơi. À gà tre à? Bao nhiêu tiền cân không chị? Con này loại này bán cho con, không bán cho cân à? Một con bao nhiêu tiền? Con 200 à? 200 một con. Gà này chân đen quá. Cái này ăn ngon không? Còn nhiều mặt hàng lắm các bác ơi. Ở bên này thì chủ yếu là bán các mặt hàng bóng đèn này, rồi là đèn pin này, rồi là một số loại thuốc men hay là các cái tạp dề này bán rất là nhiều các bác ạ. Đây sang đây thì có một khu vực là gọi là bán chó các bác. Chợ chó của Hà Giang. Hà Giang thì cũng nổi tiếng với cái dòng chó cộc, chó mông cộc ở Hà Giang các bác. Mông lửa. Có đuôi là mất giá trị nhưng mà không có đuôi mới là đắt. Có đuôi mất giá trị. Cái con nhìn thế này nó tầm mấy chục triệu một con, nếu mà là không có đuôi. Đây là chó đỏ Hà Giang. Đây có hai chú chó màu đen. Đấy, chó mông nhá các bác nhá. Sau này tai dựng đi. Con này có con vện. Để xem giá chó ở đây như nào nào. Đây có một chú chó này, chó là chó lai, chó kinh rồi. Chó này bao tiền chú? Con này 2 triệu. 2 triệu con này à? Con này đáng yêu nhỉ. Cái mặt nó này. Xem chú chó của chị này bao nhiêu rồi. Con này bao nhiêu tiền? Hả? 1,5 triệu à? Mà 1,5 triệu con đấy. Con này to như này bao nhiêu? 1,8 triệu. 1,8 triệu. Con này thì bán thịt chó mới chơi được. Đây có chó xù. Mua đi em ơi, cháu ơi. Con này bao nhiêu tiền đấy? Con này á? 700. 700 con này à? Chó xù một tốt mà. Và cái thế... ngoan mà, ở nhà là con này. Con kia? Con này 600. Ôi dồi ôi, con này số này mà hẳn 600 cơ à? Con này chắc là chỉ được 300 thôi. 300 không được đấy. Con này chó cỏ. Con này nó cái tai nó thích. Sáng nay bán được mấy con rồi? Giá về đến đấy đấy. Vừa đến hả? Vâng. Chó bên này giá cũng cao phết đấy các bác ạ. Khoảng là 600, 700, 800 đến hơn triệu. Có một con chó đen to lắm này. Chó này chó trưởng thành. Chưa thấy con mông cộc nào. Bạn chó có đuôi đâu. Đấy ông anh này bán chó trưởng thành. Ôi mua rồi à? Mua rồi. Nó này chắc có bán để thịt thôi. Không có nghề nhặt thịt. Mười con chó. Chuột sang đó mà. Cắn nó hơn chắc phải mua ăn giá. Cắn thú, chui đến cho nó là to rồi mà.
con này béo phết nhỉ, con này vừa đẻ xong rồi. Ơ gì đi chỏ lo mũ chỏ trí giò lo chỏ cao đi chỏ ý là ở bên này họ thường hay bán chó lớn các bác ạ, chủ yếu là chó trưởng thành như này thôi này, chắc là mua về để bán cho các quán thịt chó thôi. Chó con thì có ít lắm, con này mông cộc nhưng mà lông hơi xấu, con cái các bác ạ. Đi xuống dưới này xem còn gì không. Dưới này có gà này. Dưới này có khu bán gà. Gà này gà công nghiệp thôi các bác ạ. Gà này không phải gà bản đâu. Chỉ có 100 ngàn giá tự trẻ tự kẹp. Cảm ơn các khách đầu mồm. Áo thứ 5 đây. Hàng thanh lý công ty nay đem ra bán sổ có 25 ngàn một áo. Hàng cao cấp 100-120 nay chỉ có 25 ngàn. Lớn nhỏ đủ màu đủ loại. Hàng hơn trăm nay bán có 25 ngàn, ngay cả lên thích rồi. 100 ngàn 4 áo. Wow, đồng thế. Dưới này là chợ bán lợn các bác ạ. Đây là lợn đây vừa mới mang đến chợ đây này. Wow, rất là đông luôn, bà con bây giờ mới bắt đầu ra chợ thôi các bác ạ. Rất là nhiều lợn luôn. Đây để xem nào. Uống cái gì này? Cảm ơn em hoàn toàn. Rất là nhiều luôn các bác ơi. Lợn to, lợn nhỏ có hết này. Cái anh kia thì bán rất là nhiều lợn con luôn, cầm mỏi tay luôn đấy. Chị này thì chị cột con lợn to. Sao chị cũng một người nó như họ ấy. Nó chạy mất rồi. Sang bên này cho là con này. Em nhờ chút. Và cái này cũng rất là nhiều luôn. Lợn thì la liệt luôn ở ngoài chợ các bác ạ. Đây này. Lợn này bao nhiêu con đây anh? 1,5 triệu con to này. Chợ này còn có cả bò nữa các bác ạ. Anh này anh đang mua bò về. À, lợn rất là nhiều luôn. Lợn to thì họ sẽ buộc chân. Ôi, chị này chị khổ rồi. Hai tay một tay cầm con toàn con to này này. Đấy, chồng thì không thấy ở đâu. Wow, cái này thì con lợn trắng này các bác này. Có hai con lợn đen nữa. Ôi dồi ôi. Kéo lợn chắc là mỏi tay lắm rồi các bác này. Lợn trắng này đi chơi chung với lợn trắng ở gần lợn đen. Khó bán các bác ạ. Đây là chắc là lợn xương nạc, con cua kiểu. Lợn nhiều lắm các bác ạ. Trời ơi. Hôm trước đi chợ Sà Phìn thấy rất là nhiều lợn rồi, nhưng mà chợ này còn nhiều hơn nữa các bác ạ. Nhiều ép vang hết cả chợ. Ở bên này thì có một khu nữa là bán bò này các bác này. Tuy nhiên là cái chợ phiên này nó hơi chật hẹp các bác ạ. Nếu như mà chợ này mà mở rộng ra phía đằng sau của cái khu nhà vệ sinh này nữa để cho bà con người ta buôn bán bò ấy, cho nó rộng rãi ấy. Như kiểu chợ Bắc Hà ấy, nó có chỗ bán bò, bán lợn riêng ấy thì là sẽ rất là thoải mái cho bà con buôn bán các bác ạ. Chứ như này thì hơi chật, và phía bên trong khu chợ này thì là lại không đủ để cho bà con bán các mặt hàng khác các bác ạ. Và lợn thì đầy hết cả khu này rồi. Bây giờ mà mở rộng thêm cái khu này này đấy, hoặc là mở rộng khu đằng sau cái nhà xanh xanh này để cho bà con buôn bán lợn thì sẽ rất là phù hợp.
Thế như này thì chợ chật quá, và càng ngày thì chợ phiên này lại càng đông nữa các bác ạ. Cái này mà bác nào đi du lịch mà có ô tô thì có thể là bắt về ô tô trở về luôn. Làm món là cấp nách luôn. Đông lắm các bác ạ. Ở đây họ mang cả mía ra đây bán này. Chỗ nào có người là chỗ đấy bán được. Con này bao nhiêu tiền một con này? Con này 15 triệu. 15 triệu hả? Cái à? Cái. Con này bao nhiêu? Cũng thế thôi. 15 triệu, thế con to kia? Con to kia 24 đấy. 24. To hơn là nhiều thịt hơn. Đấy, to thì nhiều hơn mà. Bò này rất là đáng yêu các bác ạ. Nhưng mà nó sợ. Ở bên này thì họ bán điện thoại này. Rồi là phía bên trong kia là khu chợ bán quần áo này. Rồi là sang tít đằng bên kia của khu chợ thì người ta bán các loại dược liệu cũng như là đặc sản ở trên cao nguyên đá. Bên này thì có chú này bán các loại điếu cày. Ngoài ra thì khu chợ gia súc này nó không còn bán gì khác ngoài lợn, gà và bò. Nếu mà muốn trải nghiệm những cái khu vực khác hay những cái mặt hàng khác ở chợ Đồng Văn này thì các bác tham khảo trên kênh Tôi Người Vùng Cao của em Vinh nhé. Có hai video nhé. Một video là quay trước đó là quay về tổng quan của khu chợ Đồng Văn này. Chợ. Còn cái video này em quay riêng để giới thiệu về khu chợ lợn, chợ bò, chợ gà, vịt. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay nhé. Và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em ạ. Bye bye các bác ạ.